Thưa quý vị, trong những ngày này, dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đã tái khởi động trở lại. Các nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch, tạo đà cho Đà Nẵng phát triển bền vững sau khi khống chế đại dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Những ngày qua tại khu vực thi công hầm chui, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, các phương tiện chuyên dùng được tăng cường đến đóng cọc, kè chắn, đào vận chuyển đất đá thi công kết cấu đường hầm. 6 mũi thi công bên ngoài cũng tăng tốc hoàn thành đường dẫn trước mùa mưa bão. Bên trong, hàng chục công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục trước đó còn dang dở do dịch bệnh COVID-19. Đại diện liên doanh nhà thầu cho biết, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng về công tác phòng chống dịch, 4 đơn vị nhà thầu đang thi công công tác hạng mục cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đã bố trí 250 công nhân kỹ thuật làm việc 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ đề ra. Nhưng hiện tại Ban Quản lý Dự án đã nỗ lực để hỗ trợ nhà thầu tìm cái phương án để mà nhà thầu có thể là vận chuyển được thiết bị và vật tư bên ngoài vào công trình một cách an toàn. Được biết, để vào được công trường làm việc, các công nhân và cán bộ kỹ thuật phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có kết quả âm tính định kỳ 3 ngày một lần. Ngoài việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, các công nhân còn được bố trí ở nhiều lán trại, hạn chế tiếp xúc với nhau và tuyệt đối không rời khỏi công trường. Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe làm việc của người lao động, các đơn vị thi công cũng chuẩn bị đầy đủ lực lượng, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo đời sống cho người công nhân an tâm ở lại làm việc. Ban quản lý dự án đã kiểm soát chặt chẽ tất cả các cái cổng ra vào, đo thân nhiệt và ghi sổ theo dõi cụ thể. Hàng kỳ là phối hợp với phường để lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ. Tất cả các mũi thi công là các cái đội là ăn ở là được tách riêng ra và giãn cách theo các cái tổ đội theo đúng tinh thần là phải giãn cách khoảng cách 2 mét trong thi công. Theo kế hoạch, dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài, nên hiện nay các đơn vị thi công phải tăng tốc đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão mới mong đạt được và vượt kế hoạch đề ra.